Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa toàn thể quý vị. Dạ, hôm nay thì là ngày mùng 3 tháng Chạp, niên Nhâm Dần. Thì hôm nay được đón tiếp phái đoàn Diệu Mỹ và Diệu Tâm ở Tiền Giang đến đây. Đây là mấy cô mình đại diện cho phái đoàn, hai cô. Và đến đây để chia sẻ sự mất mát của quý vị ở nơi khu vực ở Long Hồ, Vĩnh Long. Thì đây là một cái nỗi đau rất là mất mát. Thì nhờ những sự cũng như tất cả các nhà hảo tâm cùng quý vị mạnh thường quân từ xa cùng gần đóng góp ít nhiều để giúp đỡ cho nhau, rồi sách tấn cho nhau, sau cùng nhất là an ủi trợ duyên để cho rơi bớt đi nỗi khổ và niềm đau. Trong cuộc sống ai cũng muốn cho mình được thành công, thành đạt được tất cả, nhưng cuối cùng rồi đây cũng là một cái số mạng trời định mà thôi. Vậy thì hôm nay Thành Hậu thay mặt cho quý vị ở Tiền Giang xin đến đây trước là thăm viếng nơi cô bác bà con để chia sẻ nỗi khổ và niềm đau, và thứ hai thì có một ít phần quà cũng như một số tịnh tài của các vị mạnh thường quân để đóng góp để trao gửi cho toàn thể quý vị. Rồi thôi thì Thành Hậu đây xin đọc lại cái danh sách, và còn thiếu hai người thì chút nữa ông chú sẽ đại diện để nhận, tức là cha sẽ đại diện để nhận. Rồi mời chị đọc lên danh sách của những vị mạnh thường quân để đóng góp hôm nay đó. Dạ. Giờ Phi Anh là cũng như pháp danh Diệu Mỹ thay mặt cho đoàn Tiền Giang để cùng với cô bác về xa gần ủng hộ của phái đoàn của mấy anh chị ở Long Hồ, Vĩnh Long cũng không may bị sụp đất là trong 13 căn hộ. Thứ nhất là có chị Loan ở thành phố ủng hộ 1 triệu, chị Thủy ở Nhiều Quý 1 triệu, chị Linh Hà 1 triệu 3, chị Út Ngọc 500, chị Sóc Sơn 1 triệu, chị Sáu Tâm Bình 200, chị Tư Khéo 100, chị Bảy Chó 100, cô Tư Diệp Vĩnh Long 1 triệu, chị Minh Tự 1 triệu, chị Tư Cọt Kim Sơn 100, chị Mỹ ở Kim Sơn 100, chị 2A là pháp danh Diệu Nhất 100, chị Diệu Năng 100, chị Cô Hạnh Ngọc 100, Ngọc Tiền pháp danh Diệu Hạnh Kim Sơn là 300, vợ Hiếu dâu của Thím Sáu Tường 200, chị Đậu 200, chị Tư Na vợ của anh Tư Trừ 200, chị Yếm Phú Phong 500, chị Bảy Sang ở Sông Thuận 200, chị Hồng bán ga ở Sông Thuận 300, em Nam 50, chị Tấm Đạt ở Ngũ Hiệp 100, chị Tư Đùi 100, em Thiện ở chùa gần chùa 500, Thím Chính Hòn 100, cái em 150, chị Ba, chị Tư và con của chị Tư, chú Chính Thuận đóng góp là 600, em Năm con của chú Chính Lò Trói 500, hãng nước mắm Trung Phát ở Kim Sơn 1 triệu. Hết chưa? Dạ còn. Yeah. Chị Cu Bin là 300, chị 13 Hội 200, Thím Bảy Tri 300, cháu Việt ở nhà 1 triệu, gia đình anh Dũng Sông Thuận 3 triệu, chị Tấm Thơi 200, chị Bể Hà 200, anh Nhân cúng ở Sông Thuận 300, chị Quyền ở Sông Thuận 500, ở xưởng bạn của Thu ở công ty là 200, Thu và cô Mười ủng hộ 600, em cháu Bảo 200, dì Chính ở Tâm Bình 200, chị Tiền Giang 200, chị Châu ở Hàn Quốc 1 triệu 3. Rồi A Di Đà Phật, mình tổng cộng hết thảy là được 20 triệu 400 ngàn đồng. Dạ. Yeah. Rồi thay mặt của đoàn Tiền Giang xin chia cơm sẻ với cô bác ở Vĩnh Long từ một cái tấm lòng không có bao nhiêu, nhưng đều để sưởi ấm cho cái nỗi vơi của cô bác của ít lòng nhiều. Thì con và cô cháu anh chị em qua đây thấy vậy là rất đau lòng lắm, mà giờ cũng không biết nói gì hơn. Thì có bao nhiêu số tiền để con chia đều ra 13 căn hộ của mình hết. Rồi A Di Đà Phật. Dạ. Dạ thưa quý vị, thì vừa qua chị đại diện cho nơi khu vực ở Tiền Giang
đến đây để vừa thăm viếng mà cũng vừa gửi một ít phần quà. Thì tiếp theo mời anh Thảo đi ha, đại diện cho bà con ở đây cũng có đôi lời đáp từ cho đội đoàn ha. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Dạ. Rồi, xin anh Thảo. Dạ, kính thưa bà con. Hôm nay cho phép tôi được nói hai phần. Trước hết là tất cả bà con ở đây xin nói cái lời cảm ơn chân thành nhất từ đáy lòng bà con mình đối với tất cả những cái người mạnh thường quân đến giúp đỡ anh em chúng tôi trong cái hoàn cảnh khó khăn này. Mọi thứ nó đều được ghi sâu trong lòng. Cái ân tình này lớn lắm. Chúng tôi không biết đáp trả cái gì, chỉ nói một lời cảm ơn thôi. Xin chân thành cảm ơn tất cả mạnh thường quân, tất cả những bà con đã giúp đỡ chúng tôi. Một phần thứ hai, tôi muốn gửi gắm tới tất cả các anh chị em, những người bị nạn với nhau. Mình trong cái giai đoạn gian nan này không có ai muốn, không ai biết trước. Không phải là chúng ta nhận những cái đồng tiền của cái người mạnh thường quân, những người giúp đỡ chúng ta, không phải là trách nhiệm của mạnh thường quân, mà nó chính là cái đồng loại với nhau, cái chân tình với nhau, giúp đỡ nhau trong cái lúc hoạn nạn khó khăn. Đó là tất cả những cái gì mà thể hiện cái con người ở cái đạo hạnh, ở cái tấm lòng, chứ không phải là trách nhiệm phải đi lo cho chúng ta. Chúng ta không có được quyền nói là phải kể lễ, phải khóc than, phải này kia. Tại vì những cái khổ sở chúng ta nó có, chúng ta bị cái gì nó có rồi, nhưng mà con người mình giữ được như vậy cũng tốt, đạo đức mình giữ được nó cũng tốt. Không có được để cho cái gì nó mạo phạm thêm. Không có than thở, không có khóc cái này kia, không có làm những cái gì khác. Tất cả mọi thứ nó đều được an bài. Và đồng tiền nào nó cũng có một cái giá của nó. Nó có một cái niềm thương, niềm đau và cái trách nhiệm trong đó. Chứ không phải là chúng ta ngồi không để chúng ta có cái đồng tiền. Chúng ta tìm mọi cách để có mà chúng ta ăn, chúng ta hưởng. Đó là một cái sự thất bại lớn lao mà hiện tại chưa nhìn thấy. Nhưng mà nó sẽ là cái thất bại nếu chúng ta nghĩ vậy. Cho nên là lần cuối cùng thì xin cảm ơn. Tôi xin cảm ơn tất cả bà con mạnh thường quân. Cảm ơn Thành Hậu, cảm ơn tất cả anh em YouTuber đã truyền tải thông tin về bà con ở đây. Xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn mạnh thường quân ở phương xa. Cảm ơn tất cả mọi người. Rồi, xin chân thành cảm ơn anh Thảo. Vậy thì đầu tiên xin mời anh Thảo luôn quý vị ơi. Dạ anh Thảo, là quý vị mình biết là nhờ cái, phải nói là cái chương trình hôm nay tất cả cô bác bà con đến đây thì cũng nhờ anh Thảo đó là truyền tải thông tin. Và đầu tiên là anh Thảo số 1, Nam Mô Đà Phật. Và mỗi một vị được nhận là 1.550.000. Và Nam Mô Đà Phật. Và A Di Đà Phật. Rồi tiếp theo Nguyễn Văn Tiết. Dạ. Dạ, rồi đây. Và Nam Mô Đà Phật. Rồi xin gửi. Cụ ít lòng nhiều cũng giúp cho em ở đây cũng dễ bớt khó khăn trong cái hoàn cảnh này. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Dạ, tiếp theo vị thứ ba là Nguyễn Thế Hùng. Đây Đà Phật. Dạ, rồi xin gửi cho chị. Dạ. Cụ ít lòng nhiều. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Xin gửi lời cảm ơn các nhà hảo tâm và mạnh thường quân. Nhín chút số tiền mà đã cực khổ mần ra mới có được, là nhín ra cho tôi mấy chị em tôi ở đây, là tôi rất là cảm ơn. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Dạ, chúc quý vị mình bình an. Dạ, tiếp theo vị thứ tư là Nguyễn Minh Trường. Chị cũng phải kiểm lại, chị là người kiểm. Dạ, Nguyễn Minh Trường. Dạ, cô đến cho chào cho chia sẻ nỗi đau mất mát của chú. Dạ, dạ, cảm ơn. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Dạ. Rồi Lê Văn Chiến. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Chúc quà của ngài thì A Di Đà Phật. Dạ, chúc cô khỏe ha. Dạ. Rồi thứ sáu là Lê Kim Khoa. Dạ, bà con mình thấy hết sức là cảm động luôn quý vị. Có ai? Dạ, thứ bảy là Lê Văn Nên. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Dạ, xin gửi cho chúng ta. Chú còn gì buồn con với chú nha chú. Chú cố gắng lên, mình làm lại từ đầu. Dạ, A Di Đà Phật.
Dạ, Nam Mô Đạo Phật. Rồi, quyền lại đi. Rồi, thứ 8 là Lê Thanh Phương. Dạ, này con của chú ha. Dạ, đây là con của chú nhận, chú nhận giùm. Dạ, con của chú luôn. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, thứ 9 là Lê Ngọc Hùng. Rồi, là con chú luôn hả? Rồi, đây tiếp theo. Dạ, con của chú hôm nay đi làm rồi quý vị, cho nên chú nhận thế cho con chú. Dạ, đây đây gửi cho chú. Dạ, Nam Mô Đạo Phật. Dạ. 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 Phật. Rồi thứ 10 là Lê Thanh Ngoan. Dạ, Nam Mô Đạo Phật. Nãy lại chưa, vậy lại chưa, lại. Rồi rồi, chú đó rồi. Dạ Lê Thanh Ngoan thì chị ha. Dạ đây đây. Dạ Nam Mô Đạo Phật. Dạ. Nãy chưa. Rồi 11 là Cao Văn 10. Rồi bà 10. Bà 10 bắn muối. Mèo bà còn không? Mất rồi. Chàng ơi sao không mất tiêu nữa rồi? Ai có biết. Hai đâu. Con luôn hả? Hết trơn, còn con. Nam Mô Đạo Phật, còn có hai con mèo cũng mất luôn. Dạ, Nam Mô Đạo Phật. Chứ giờ có ít lòng nhiều ha. Dạ. Có hai mèo đi dẫn vô đi chạy theo mất rồi. Dạ, dẫn mèo cho đi tham quan mà giờ mất tiêu mèo luôn rồi. Rồi 12 là Cao Thị Nhịn. Không có, có coi con bà. Chưa có lại đi Châu á, gì cái gì không? Tôi lại diện cho Châu đi. Dạ. Nhà bà lại bà nói đi. Mấy cô này cũng hết sức là cảm động vì thương quý vị mình ở đây rất là thương. Dạ, Nam Mô Đạo Phật. Tên Châu. Châu. Dạ, Nam Mô Đạo Phật. Rồi, xin chân thành cảm ơn. Dạ, cuối cùng là Lê Quốc Hoàng Nam. Là vị 13. 2, 3, 5, 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 của ít lòng nhiều ha. Dạ. Dạ. Rồi chúc cho Nam luôn luôn được bình an sức khỏe. Dạ. Cũng xin cảm ơn đó là các mạnh thần quân đó. Cũng Nam xin chúc đó là các mạnh thần quân được nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Nam cũng rất chân thành biết ơn và biết ơn. Dạ, Nam Mô Đạo Phật. Rồi chúc đây đi mình phát sinh sao. Rồi. Vậy hả? Dạ. Ờ rồi rồi mời cô qua. Dạ dạ, còn bao nhiêu còn? Dạ còn bao nhiêu mình gửi nhiêu. Dạ dạ con cũng không bao nhiêu, giờ còn khác dư đồng có 250 thôi. Con cũng chia sẻ cô cho đôi 3 kg gạo gì sống với con nha. A Di Đà Phật. Dạ Nam Mô Đạo Phật. Dạ. Thôi Dự Mỹ cũng xin cảm ơn anh Thành Hậu nha. Dạ. Cũng có nhờ anh Thành Hậu giúp đỡ cho đoàn thì cái... quay qua đây, quay qua đây. Dạ, rồi. A Di Đà Phật, Dự Mỹ ở Tiền Giang thì cũng xin chân thành cảm ơn trước là anh Thành Hậu và đội ngũ của YouTuber mình cũng giúp cho đoàn Tiền Giang để chia sẻ với 13 hậu cô bác nay. Cũng Mô A Di Đà Phật, nhờ trên cũng nhờ chư Thiên chư Phật gia hộ mình được đi tới đây để gặp được anh Thần Hạnh Thành Hậu. Thì thôi đoàn cũng thay mặt Tiền Giang xin chân thành cảm ơn anh Thành Hậu và YouTuber và cô bác ở Vĩnh Long mình ở đây. Mà một cái mùa xuân Tết trôi qua đạt được cái gì cũng sự đem lành năm mới, mà cầu mong cho quý Phật tử hay là những mạnh thường quân xa gần trích một cái phần nhỏ nha thôi, kêu gọi chỉ là một người 50 hoặc 100, nhiều người thì cũng được, rất là được cái số tiền để chia sẻ. Giàu thì mình không được mua đất hay là mua nhà nhiều, mà nhưng chỉ cầu mong cho cô bác được một cái căn nhà nhỏ nhỏ và một miếng đất để cất lên ngôi nhà mới được an cư lạc nghiệp. Thì cái tinh trên tinh thần Dự Mỹ chỉ kêu gọi vậy thôi, còn như cái tấm lòng của quý vị muốn chia sẻ thì tùy, chứ còn theo Dự Mỹ thì ý những cô bác nên cần ủng hộ 100 hoặc 50 thì bao nhiêu cộng đồng thì nó cũng được cái dơi đi cái nào cho cái khó khăn của cô bác. Mình thấy nó rất là hy hữu lắm, không biết nói sao, trên đời mình thấy nghe từ xưa giờ nói chứ mình chưa thấy chứng kiến, mà mình thấy rồi rất là động lòng. Thì thôi nay đoàn cũng tới đây cũng chân thành cảm ơn tất cả các anh chị em trong đây. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi cho chàng chú tao quý vị ơi. Chân thành cảm ơn chị Dự Mỹ, đoàn của chị Dự Mỹ. Dạ. Thì Diệu Tâm. Thì thưa quý vị, vừa qua thì phái đoàn Tiền Giang đã thay mặt cho tất cả những cô bác bà con vừa qua đã đọc lên danh sách và những vị mạnh thường quân vì tấm lòng hảo tâm để gửi đến quý vị mình. Một lần nữa thầm nguyện ơn trên Đức Phật Đức Thầy gia trì hộ độ cho toàn thể quý vị thân tâm an lạc, đạo quả sớm viên thành, và nguyện đem công đức lành này để hồi hướng về ba cõi sáu đường trong 10 phương pháp giới. Âm được siêu, dương được thế, và đất nước Việt Nam cùng năm châu thế giới được mưa thuận gió hòa, nhà nhà được an cư lạc nghiệp và dịch bệnh mau tiêu trừ và tai qua nạn khỏi.
và nguyện đem công đức lành để hồi hướng cho bửu quyến gia đình của tất cả những vị mạnh thường quân cùng các nhà hảo tâm là phụ mẫu tại đường được tăng long phước thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây phương. Và đến đây thành hậu xin dứt lời Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Rồi giữ quý vị mình có đi ra ngoài đặng nhờ mấy anh em mình ra cái chỗ sạc lỡ cho mấy cô này xem là được rồi hả anh. Dạ đây là quý cô bác mình đang đi ở đây mình làm gì anh á? Anh giếng bột xả gì anh á? Cháo mình anh. Quyện đồng hồ phải không anh? Ủa đảo này gì anh? Đảo phẩm gì? Dạ thưa quý vị, ở đây thì đây là nơi nơi khu vực cấm vào. Đây bà con mình vô luôn. Nó vô cả 300 mét. Dạ đây bà con này cũng không phải đây kế bên nè. Sụp vô 300 mét. Dạ. Dạ đây là quý cô bác mình đang đi ở đây mình làm gì anh á? Đến giếng bột xả gì anh á? Cháo mình anh. Quyện đồng hồ phải không anh? Ủa đảo này gì anh? Đảo phẩm gì? Thả chứ mới tưởng đâu. Đảo Bình Thảo. Dạ. Đó rồi hồi đất lỡ là cái cây mai này nó lỡ sắp tới. Dạ, rồi đây mới anh em mới kêu là nhổ cái cây mai này đi em vô đây để dành trồng kỷ niệm trước mộ rồi. Của ông cụ. Có nè. Dạ, đây là cái cây mai này là cái cây mai cũng huyền thoại lắm mà anh em phải liều chết mới ở lại mới bứng cây mai này phải không ha? Đất lỡ còn khoảng rồi cho em gắn cái nữa coi. 5-7 mét gì là tới đó. Rồi thấy nó lỡ rồi còn thôi lâu. Mình chỉ đứng nhìn. Mình đâu có cách nào mà để mình cứu vãn cho bà con được. Dạ. Chỉ còn cái cây mai này thôi, giờ để thôi nhổ vô đây đang trồng ngay mộ của ông Chính. Đây là hoa nên sao? Mua vườn mai. Đồ lắm ông. Cô Nguyễn Thế Hùng đó. Dạ. Nó lỡ bằng đây ra đó vậy đó. Mỗi lần nó lỡ ha. Không có, mỗi một lần nó lỡ là khoảng 10 mét 15 mét. À, mỗi lần lỡ là khoảng 15 mét. Ừ. Mà nó lỡ kỳ cục lắm ơi. Hồi đó giờ tôi ở đây năm nay tôi 52 tuổi rồi, tôi mới thấy lần đất lỡ ngộ. Dạ. Lúng xuống không? Ở trên lúng xuống. Ở trên lúng xuống cái cây dừa cao mấy chục mét gì phải không? Nó lúng ót như mất tiêu. Dạ. Ghê ta. Ừ. Nó lúng xuống rồi hai cái nước nó quậy. Nó sấy hả? Ừ, nó sấy. Dạ. Nước ghê lắm. Nhà này nhà của anh anh sao? Anh Hùng nè. Ờ anh Hùng nữa ha. Anh Hùng là trong cái hộ mà di dời đó. Dạ dạ Hùng. Ừ. Chú Hùng. Bữa nay mình có đem mấy cục hít theo. Thử rồi mình hên mình ra ngoài mình gà thử có dính được cái cu ve cho người ta không chắc nó mừng lắm. Hên xui, nguyện giấy là cho. Đi xuống dưới đường dưới đó cô phải ra cái cầu cô mới đi ra được. Dạ. Dạ. Để con lại hỏi chỗ này có đi xuống được không? Dạ. Dạ. Thế cô. Chiếc xe tôi hồi đất lỡ là tôi chạy chiếc xe tôi ra tới đây luôn nè.
cái tới cái ông thắng đầu đó đó. Dạ. Tôi nghe nói tất cả tôi chạy ra đây luôn. Tức là chạy là xem đa ha. Chạy xem đa tôi chạy ra đây, tôi đây luôn, tôi thấy đất lở kỳ quá tôi mới quay chạy vô. Dạ. Chú này cũng bị lỡ. Dạ con đúng rồi. Bị lỡ mà con ở gần đây thôi. Đây ở gần à, đây nãy giờ kiếm ảnh đặng ảnh thực lại cái lúc mà lỡ đó. Ngộ lắm. Chứ xin ngoài đi, xin ngoài đi, ra ngoài luôn, ra ngoài đó đứng ngay chân chú. Ảnh nãy giờ đang kiếm ảnh đặng ảnh kể lại. Dạ. Rồi bà chị này thì cái nhà mấy dưới. Dạ. Bà chị nè, nhà mấy dưới đây. Ở dưới này. Đang ở chỗ tập nhà. Cái phần đất này là phần đất của ba cô Úng Thảo mà quay lại phim đó. Phần đất mà anh khóc đó, anh mà anh quay lên anh khóc đó. Anh này thì là đã chứng kiến đặng tới lui đây với bà con lúc mà sụp đất đó. Thì hồi đó mấy anh em tôi đứng đây không? Dạ. Đứng đây nè, còn có 5 7 người chứ không đông nha. Dạ. Đây, ủa bữa nay, ủa sao cái bè nó vô đây gần dữ ta? Có người ta dời lại không? Bè nó giờ vô. Bè nó mới giờ vô qua. Vậy hả? Cái bè nó mới giờ vô hả? Còn trong cát nữa chứ. Cái bè nó hồi trước là ở ngoài ra là cái chỗ cái cờ cỡ đó là ta thấy nó có trơn, nhìn thấy những cái nhà của mình không còn như xưa nữa. Nên bà con mình nè. Quê xưa cánh tủ mà giờ nước không là còn gì nỗi đau bằng. Lỡ ghê lắm. Bây giờ là còn cái biển. Rồi bây giờ mình sao mình kiếm chiếc xuồng đặng mình đi ra ngoài các anh sao? Đây anh Sáu rồi sẽ không có đi. Tí đi. Tí lại mai ông lấy ghe ông chở mình. Đi ha. Anh này là nhà anh cũng bị ấy luôn. Ở đây ở đây. Ủa mấy cô về sao? Ủa gì hả? Dạ rồi, xin chào phái đoàn. Chào phái đoàn. Dạ. Đi học cuốn hả? Thấy trên mạng á để.